Thực hiện kế hoạch số 52 ngày 7 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đến nay các địa phương trong tỉnh rà soát lại hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và cho dừng hoạt động các chốt không cần thiết. Toàn tỉnh hiện còn 994 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, giảm 385 chốt so với trước ngày 7 tháng 4. Trong đó có 13 chốt cấp tỉnh đặt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, 981 chốt kiểm soát cấp huyện, xã. Tất cả các chốt ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã đều được đặt tại các điểm đầu đường ngang trên quốc lộ, tỉnh lộ và những vị trí ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hưng Yên với các tỉnh, thành phố lân cận, các tuyến đường liên huyện, tuyến đường liên xã, liên thôn và khu phố. Lực lượng làm nhiệm vụ tại những chốt này thường trực 24/24 giờ để kiểm soát đối với tất cả những người ra vào địa bàn. Ngoài ra, đến nay, toàn tỉnh thành lập được 196 tổ kiểm soát tuyên truyền người dân thực hiện giãn cách xã hội, khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình và khu dân cư. Hiện dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đã có những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do vậy, mọi người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, hạn chế tối đa việc đi lại, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, cả cộng đồng chung sức đẩy lùi COVID-19.